Vừa qua, Cục Điều tiết Điện lực đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Tham dự đại hội có đồng chí Phan Văn Bảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương và các chương trình, kế hoạch công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể Đảng bộ cục đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực quan tâm trên cả bốn mặt trận: tư tưởng, chính trị, tổ chức và kiểm tra giám sát. Với các kết quả đã đạt được, Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực đã liên tục đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm. Tháng 1 năm 2020, Đảng bộ đã vinh dự được Đảng bộ Bộ Công Thương tặng giấy khen cho tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019. Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao như giám sát chặt chẽ, có biện pháp kịp thời, hiệu quả để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy và ổn định của hệ thống điện quốc gia, tiếp tục thực hiện điều tiết giá điện theo nguyên tắc thị trường và công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện, tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Tham dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực trong nhiệm kỳ vừa qua, thống nhất cao các phương hướng, mục tiêu của Đảng bộ cục đề ra trong nhiệm kỳ tới. Các đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, từ đó thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, đại hội đã bầu được ban chấp hành khóa mới 2020-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và 3 đồng chí giữ chức Đảng ủy viên. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.